Chúng ta học tiếp cái phần trước nhé. Hôm trước chúng ta học đang ở trong cái phần 4 là chia để trị đúng không? Tôi viết lại cái phần cái thuật toán là cái chia để trị nhé. Cái này tiếng Anh đó là divide and conquer. Cái luôn anh nhớ cái từ tiếng Anh nhé. Là một cái kỹ thuật là kỹ thuật toán rất là quan trọng. Đó là quan trọng nhất luôn đấy nhé. Hôm trước chúng ta đã học về một số các ví dụ, mà đặc biệt chúng ta học rất là cơ bản là cái sắp xếp mà trộn, không nhỉ? Tức là cái bài toán sắp xếp trước chúng ta học nhé. Bài toán là một cái bài toán rất là quen thuộc nhé. Thì chúng ta đã học các cái thuật toán ban đầu là sắp xếp mà chèn này, sắp xếp chọn này và sắp xếp để bọt. Thế đây là những thuật toán cơ bản đơn giản và người ta gọi đó là các thuật toán châu bò. Thì chúng ta biết rằng các thuật toán này đều có cái đầu vào là n phần tử cần sắp xếp, thì nó cũng ra cái độ phức tạp thời gian của thuật toán là n bình phương. Thì hôm trước chúng ta đã học cái thuật toán mới là sắp xếp trộn, tiếng Anh gọi là merge sort. Thì đây là thuật toán mà sử dụng với cái kỹ thuật chia để trị. Thì hôm trước chúng ta đã dẫn đến một cái kết quả rất là quan trọng là nó có cái độ phức tạp là thấp hơn hẳn n bình phương, nó là n log n. Thì đối với các cái thuật toán sắp xếp mà sử dụng các cái so sánh ấy, thì đây là kết quả tốt nhất rồi, không thể tốt hơn được nữa. Vậy đây là như vậy, suy ra rằng là sử dụng cái công nghệ cái kỹ thuật chia để trị, chúng ta đã đạt được cái thuật toán là tối ưu nhất so sánh sắp xếp bằng so sánh đối với một cái dãy số bất kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm thêm một vài thuật toán nữa, một vài cái bài toán nữa để chứng minh rằng cái thuật toán chia để trị là một cái thuật toán rất là quan trọng. Rồi chúng ta sang cái bài hôm nay nhé, là tôi xong cái bài tên là kiểu là một cái bài toán kiểu là tên là bài toán tìm tổng con lớn nhất. Bài toán này là như sau nhé, nó rất là đơn giản như sau. Tức là cái bài toán là như sau nhé, chúng ta cùng nhau giải quyết bài toán này. Bài toán như sau là cho một cái dãy bất kỳ, cho dãy số bất kỳ nhé. A bất kỳ, A1, A2, AN. Thì chúng ta tìm hiểu một cái dãy, khái niệm tức là một cái dãy con. Một cái dãy con là cái dãy gồm các phân tử liền nhau của cái dãy trên. Kiểu như là AI cộng 1 vân cho đến AG. Như vậy dãy chúng ta là một dãy như thế này. Đây là phần tử thứ nhất, phần tử thứ N. Thì bắt đầu từ vị trí đây là Y chẳng hạn, Y, còn đây là G chẳng hạn. Thì cái dãy con là cái dãy liên tục các cái chỉ số từ Y đến G nhé. Thì chúng ta sẽ ký hiệu là SIG bằng chỉ bằng là AI cộng 1 cộng AG là tổng dãy con liên tục từ I đến G. Đầu bài là như sau. Cái đầu bài của chúng ta là bài toán của chúng ta là như sau. Cái bài toán của chúng ta là như thế này. Cái bài toán của chúng ta là hãy tìm cái tổng con cực đại, tìm cái giá trị SIG mà cực đại maximum. Đó, thì đó là cái bài toán này chúng ta có thể, nếu chúng ta suy nghĩ từ cách làm châu bò thì nó rất là đơn giản, đúng không? Chúng ta cần hai vòng for lồng nhau và một vòng for nữa để tính cái S này. Để tôi mô tả cái thuật toán bắt đầu nhé, thuật toán 1 nhé. Đây là thuật toán châu bò này. Nhưng mà chúng ta không khi làm đọc khác, chúng ta có thể
làm ngay cái bài này bằng cách chu bò là như sau. Đây, chúng ta cần có hai mẫu for chính, y bằng 2n trừ 1. Có thể là ai bằng bằng ai thì tính bằng n luôn được, n nhé. Và lòng cho nó là for g bằng y 2n thì cũng được nhé. Cái SEG coi ta coi là bậc hàm thì ta có là như sau nhé. Không thì tôi quên mất, tôi đặt thêm một nữa là tôi đặt kỹ ở đây, đây cũng là nữa đây này. Tôi đặt tên là max. Max thì tôi đặt là A1 chẳng hạn. Quan trọng là A1 nhé. Cái max này là chính cái đáp số tôi cần tìm. Cần tìm giá trị max của cái tổng con lớn nhất. Đã bắt đầu đặt là max bằng A1 nhé. Rồi, for y bằng 1, 2n này, for g bằng y, và thì y 2n. Và tôi kiểm tra nếu mà cái s e g là cái tổng con e g này mà lớn hơn max thì tôi đặt là max bằng tổng con s e g. Và cuối cùng tôi trả về, tôi return max. Thì cái bài toán này sau khi mà chạy xong tất cả các lập này thì ra đáp số là chính giá trị tổng con lớn nhất. Mà thế không nào? Nhưng mà chúng ta tìm cái tổng này cho tất cả các cặp y và g. G lớn hơn hoặc bằng g về g chạy từ y chạy từ đi mà. Đấy. Cho nên ở đây là nếu cái tổng này mà lớn max thì đặt max bằng cái này. Như vậy cái max này là luôn là cái tổng con lớn nhất có thể. Đó. Nhưng mà cái toán này là khá đơn giản đúng không nào? Bây giờ chúng ta phân tích một chút nhé, để ta xem là toán này là cái độ thời gian là bao nhiêu. Thì các bạn thấy nhé, thì giờ chỗ này là làm n lần đúng không nào, cái này cũng khoảng n lần. Cái tính SEG này cũng khoảng n lần nữa. SEG đúng không, nó biến động nhưng mà có thể trung bình lại là khoảng một cái hàm số nhân với n. Như vậy suy ra là cái tổng thời gian của cái của bài toán này là sẽ bằng là ON3. Nó là vẫn là đa thức nhưng mà nó là N3. Thì với cái bài toán này thì cái làm này là cái làm rất là chậm. Ví dụ là cho N bằng 1000 chẳng hạn thì đã không có thể chạy rất lâu rồi, không thể. Chúng ta không thể qua được, chỉ qua được một hai cái test đầu thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái bài này dưới cái thiết kế bài này với một cái làm khác nhé, là tư duy theo chỉ định trị. Thì chúng ta sẽ thiết kế lại cái bài toán này, thiết kế lại cái thuật toán của nó nhé, thiết kế theo chỉ định trị, chỉ định trị được chưa? Rồi thì chúng ta làm thời gian cái cách làm chỉ định trị là nó cũng đơn giản lắm, không có gì đâu, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì đây tôi giả sử tôi có của chúng ta là để chúng ta đây và tôi ký hiệu cái vị trí này tôi ký hiệu là left, cái left này, right này, cái chỉ số left và right. Vì sao là dùng từ left và right? Vì nó sẽ đan ná giống cái thuật toán là tính nghĩa phân hôm trước ấy. Đấy. Thì khi làm để tìm cái dãy con có tổng lớn nhất trong khoảng từ left đến right thì chúng ta chia đôi ra. Là chúng ta chia đôi cái dãy ra làm hai, nửa dưới và nửa trên. Thì cái phần từ này là tôi kiểu nó là mid nhé, vị trí này là chữ là mid nhé. Đó thì tôi chia ra làm hai, thì cái phần bên này này là chỉ là cái bảng A chạy từ left cho đến mid. Cái chỗ này này chỉ là A từ vị trí mid cộng 1 cho đến right. Được chưa? Ta chia đôi ra. Và chúng ta tìm cái dãy con lớn nhất. Thì tìm cách nào? Thì một cái dãy con mà có tổng lớn nhất trong dãy A ấy, trong dãy gốc chúng ta đây, thì nó sẽ là chỉ có một trong ba loại thôi. Cái dãy con là dãy con lớn nhất nhé. Dãy con có tổng lớn nhất. Kiểu là SEG đi nhé,
Một tộc lớn nhất. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích xem là cái incident nó thủ loại nào. Thì nó chỉ có ba loại thôi. Loại thứ nhất là cái SEG nó nằm hoàn toàn ở bên trái nhé. Cái gì thứ nhất là y nhỏ hơn nó bằng g và nhỏ hơn nó bằng mid, cái SEG nằm hẳn ở bên trái nhé. Cái loại thứ hai là SEG nằm hẳn ở bên phải, tức là mid mid cộng một nhỏ hơn nó bằng y nhỏ hơn nó bằng g, tức là nhỏ hơn nó bằng right rồi. Và loại thứ ba là cái dãy này này, nó vắt qua cái điểm mid này, vắt qua điểm mid này. Nhưng mà loại thứ ba là gì? Loại thứ ba là như sau. Loại thứ ba là y nằm bên trái mid và cái này nằm g nằm bên phải mid. Đó, bạn thấy không nào? Thì bây chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Thì nếu mà cái dãy SEG này mà nằm bên trái thì chúng ta hoàn toàn có thể đấy, như cái bài chúng ta có thể chia nhỏ cái bài toán lớn chúng ta thành hai bài toán nhỏ hơn là bên trái và bên phải, giống như cái thuật toán trộn và thuật toán sắp xếp trộn, thuật toán tính nghĩa phân. Thì chúng ta dùng để quy, chúng ta gọi tiếp ở phần bên trái. Nếu SEG mà nằm bên phải đây thì chúng ta gọi để quy ở phần bên phải. Đó. Trường hợp mà nó vắt ngang như này thì chúng ta phải phải xử lý thêm, chúng ta phải tìm thêm. Đó thì đây nhá. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét cái sơ đồ của thuật toán ban đầu để chúng ta nhìn thấy nhé. Chúng ta nhìn thấy cái như vậy, việc chúng ta phác thảo của thuật toán này, phác thảo của thuật toán chị để chị nhé. Đấy. Thì chúng ta cùng nhau phác thảo nhé. Đây. Vấn đề là gì? Ở chỗ này này. Như vậy là cái dãy chúng ta chia làm hai là một nửa đầu, nửa đầu, nửa cuối, và tìm cái dãy con mà vắt ở giữa. Tìm cái con nó vắt ở giữa. Và ta kiểm tra xem là cái nào là có cái trường, có cái tổng là lớn nhất thì chúng ta lấy đây làm như này. Như vậy phác thảo như sau nhé. Đây, để phác thảo tôi gọi cái này là, tôi gọi cái toán này tôi gọi là sắp sắp array nhé. Max sắp array nhé. Kiểu là A này, left này, và right. Chúng ta tìm trên cái dãy A với cái đây là phác thảo đấy nhé. Đây là phác thảo chưa phải là thật nhé. Nhưng mà từ cái phác thảo này chúng ta sẽ tìm được cái chúng ta sẽ tìm được cái thuật toán chính. Đây phác thảo đây nhé. Tổng quát là chúng ta tìm cái dãy con có tổng lớn nhất, cần phải trả lại cái giá trị của cái tổng lớn nhất đó, SEG đó này, đấy, trong khoảng từ left đến right nhé. Thì cách làm là hơi hơi giống với cái, chúng ta nhớ lại cái thuật toán tính nghĩa phân một chút thì nó hơi giống như vậy. Làm như sau nhé, đây làm như sau nhé. Bây giờ if này, if mà left mà bằng right thì là có cái dãy chúng ta có một phân tử thôi, thì ta trở về ta làm luôn, ta return left luôn, không phải làm gì nữa nhé. Bây giờ ngược lại thì ta phải phải tính đấy. Nếu mà left mà nhỏ hơn right thì chúng ta có thể chia đôi ra, vẫn đấy là chia đôi đấy nhé, đấy, chia đôi nó ra thành hai nửa, và cái việc chia đôi là chính là cái tư tưởng của chi điều trị đấy. Chúng ta nhớ tất cả các cái bài toán mà các bạn sẽ thiết kế sau này mà liên quan chia trị đều có được chia đôi. Và chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta tính cái mid, đúng không? Cái mid này bằng là left left cộng với right chia hai, lấy tận dưới đúng không? Lấy cái số mà lớn nhất mà nhỏ hơn cái số này,
led cộng vai, các bạn nhìn rõ không? Tôi biết thấy hơi ngoáy quá à, led cộng vai nhé. Đấy, đây là led này, cộng vai. Đó. Sau đó chúng ta sẽ tính cái độ dài nhé. Đây thì tôi làm miệng nhé. Đầu tiên tôi tính nha, tôi giả sử là cái đây tôi tính cái em tôi gọi là em L là cái em là cái max subray của A left. Tôi tính cái dùng dùng lễ quy tôi tính cái độ dài của cái dãy con à, và cái độ dài mà cái giá trị tổng quan của dãy dãy con lớn nhất ở bên trái kiểu như là ML để gọi em lên này. Sau tôi làm bên phải MR là cái tổng quan bên phải thì tôi gọi để quy max sub array A tính từ mid cộng 1 và gọi. Đấy. Được chưa? Như vậy là trường ML này chính là cái gì? Chính là cái chúng ta tìm cái dãy con nếu giả sử dãy con nằm ở bên trái. Còn ở đây là tìm dãy con mà có tổng maximum ở bên phải. Bên phải đây. Còn ở giữa thì sao? Ở giữa chúng ta sẽ phải tìm ở giữa nữa. Tôi kêu ở đây là M ở giữa tôi kêu cho tôi này đúng là dùng từ Anh hơn nhưng tôi dùng này middle thì ta M nhé là cái tổng của dãy con tổng tiếng Việt chúng ta tôi hiểu sao nhé tổng dãy con maximum vắt qua cái chỉ số qua chỉ số mid. Nhưng mà cái MM này, cái MM này là chính là cái độ dài của dãy con maximum mà lớn nhất mà đi qua cái giá trị mid chính là trường 3 nhắc lại nhé, là chúng ta tìm dãy con theo ba ba hướng, một là hướng là nằm ở hẳn bên trái thì chúng ta gọi để quy được, để quy một lần đây. Thứ hai là nằm hẳn bên phải, thì chúng ta gọi đi quy đây, lần thứ hai đây. Còn thứ ba là cái dãy con đó là nằm là trườn qua cái điểm giữa này, phát qua điểm giữa này, nó ở xuất từ bên trái và bên phải đây nhé, và chúng ta tìm ra một cái tổng con như thế này, đây, thì chính là cái giá trị mắc là mắc của ba cái này thôi, thì ta sẽ ở đây chúng ta sẽ đơn giản chúng ta return max của ba cái là ML, MR và MM đó. Được chưa? Đây là phát thảo đi, đâu không không phải là thật nhé, chúng ta sẽ ra cái này cũng không một chính xác đâu, nhưng mà thôi được, tôi lấy ý tưởng là gì, ý tưởng là không, đây không phải chính xác hoàn toàn nhé, tôi sẽ nói sau, nhưng mà cái này là cái gì, cái này là cái mà là cái cách là chúng ta sẽ tìm cái dãy con mà có độ dài là có sự có độ dài mà có tổng lớn nhất ý, là phải tìm theo ba cách, một là ta chia đôi ra tìm ở bên trái, thứ hai là tìm bên phải và thứ ba tìm ở cái dãy nó ở giữa này, đấy nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn một chút nhé, lẽ tôi làm nên không chính xác lắm, tôi viết lại chỗ này cho chính xác hơn, thật ra là nó không đơn giản là chỉ tính cái tổng đâu, thì được tôi sẽ mà
Tôi tìm hiểu chút lại nhé, tôi xem lại cái phần mà tôi trình bày viết ở, ở phía trước nhé. Cứ được thì em thấy em được, thế là cái này cũng không sai, em đúng. Nếu mà đầu bài nó yêu cầu là phải chỉ ra cụ thể dãy là dãy nào thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm. Còn được đầu bài của chúng ta là yêu cầu chỉ ra là tính là cái mắc thôi thì chúng ta chỉ ra một cái giá trị mắc thôi thì được. Cái này cũng đúng nhé. Yeah, cứ được, vì tôi sẽ làm tiếp nhé. Bây giờ như thế này, bây giờ cái phần này thì gọi đi quy dễ đây. Như vậy chỉ còn lại cái MM này, cái tổng bắt qua này người ta chưa làm được. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái tổng bắt qua này làm như thế nào nhé. Đây, bây giờ thì giả sử chúng ta đây, giả sử chúng ta có cái đây là giá trị mid này, đây là y này, đây là giá trị left này, đúng không? Left, left, đúng không? Thế thì bây giờ giả sử cái dãy chúng ta là đây là y này, đây là g này, nó bắt qua cái này có tổng là max thì làm cái nào, thì khi đó chúng ta có nhé là cho phân tích này s e g này thì nó sẽ bằng gì, tổng của e g tức là nó sẽ bằng tổng của y cho đến mid cộng với là s mid cộng một cho đến g, thì cái tổng này mà làm max ấy thì suy ra cái tổng này cũng là max và tổng này cũng là max. Mà hai cái tổng này là tổng ở bên trái, tổng bên phải nó gọi là max. Nếu mà một trong hai cái không là max thì nó có cái khác là max hơn nhé, là lớn hơn. Như vậy là muốn tìm cái này thì chúng ta tìm về hai phía. Đầu tiên là đi tìm về về bên trái, tìm mid đi về bên trái, tìm ra cái giá trị max. Xong thứ hai tìm mid cộng một đi về bên phải, tìm ra cái g này và tổng chúng lại ra cái sg max. Vậy suy ra chúng ta có cái tính toán như sau nhé. Vì tôi tính cái hàm mà tôi tính cái SEG max ở giữa đây này, tôi tính cái này này, tôi tính cái này này, MM này nhé. Thì tính đơn giản như sau. Đấy, cái hay của thằng này là như thế này, là chúng ta cái hay của nó là cái việc tính cái giá trị tổng max mà cái tổng cái dãy con mà có tổng max đi vắt qua điểm giữa ấy, nó chỉ là ON thôi. Đấy. Vì cái này. Vậy ta có như sau nhé. Đây là chúng ta có cái gọi là cái gì? Chúng ta có cái thủ tục sau đây là tính cái max. Max tôi kêu đây là M, gọi là middle nhé, M nhé. M của sub. Array nhé. A này. Left này. Mid này và right. Đây là cái gì? Cái này là cái hàm để trả về cái tổng max của dãy con mà vắt qua điểm mid là có thể bên trái nhưng vắt qua cái giá trị mid ở giữa. Thì cái hàm này là cái hàm này chính là cái hàm dùng để tính như chỗ này này. Chỗ này. Đấy nhé. Đấy thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái này nhé. Đây. Này chúng ta cùng nhau làm cái này nó rất là đơn giản, chúng ta tính theo cái mắt của cả hai hai của cả bên phải bên trái và bên phải là ra thôi nhé. Đây tôi làm như sau này, tôi ký hiệu như sau nhé. Đây tôi làm như này, cái toán này nó rất đơn giản như sau. Các bạn thấy toán này nó hay là nó chỉ mất nó không mất nó không 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 tốn nhiều thời gian nhé. Chúng ta làm như sau. Đây, vì chúng ta tính bên trái trước này, ta có S, đặt S bằng 0, tính cái tổng ở bên trái này. Chúng ta đặt một cái max
cái max L này ở phía bên trái để cho là trừ vô cùng, cứ đặt cái hàng số thật nhỏ thôi đúng không? Sau như sau này for này, for i từ mid này và down to left đấy, từ mid tôi chạy về bên trái, bên trái nhé. Sau tôi kiểm tra này, tôi tính s thì bằng s cộng với ai nhé. À, nếu mà cái s bằng s cộng ai là cái tính là tổng đó đúng không? Đây. Vì là nếu này, nếu s mà lớn hơn max L thì chúng ta đặt cái max L bằng S. Vậy cái max L là cái ở bên trái đúng không? Là cái tổng max ở bên trái. Thì chúng ta sẽ làm tiếp cho bên phải, ta đặt cái S bằng 0 lại một lần nữa mà ta đặt cái max R bằng trừ vô cùng. Cùng đây là chỉ ra một cái giá trị thấp thôi, đúng không? Sau đó tôi đặt là sau tôi for g từ mid cộng 1 to y nhé. Xong tôi đặt s bằng là s cộng với a g. Xong tôi kiểm tra này, if s mà lớn hơn max r thì tôi đặt max r bằng s. Đấy. Như vậy là cái vòng lặp bên này, vòng lặp 1 chạy từ bên trái, vòng lặp 2 chạy từ bên phải, tổng hai vòng lặp này chỉ là n thôi. Và cuối cùng mà tôi ở đây tôi trả về, tôi return là cái max left cộng max l. Vậy chúng ta có được cái thủ tục này. Thì tôi quay lại nhé, để quay lại là ghép nó vào cái thủ tục này mà tôi có được cái bản toán sau đây. Biệt tổng quay lại tôi có nhé. Như vậy chúng ta vậy suy ra cái toán chính của bài toán như sau này. Cái thuật toán chính này, cái lời giải chính này, lời chính của bài toán là như sau nhé. Tôi kiểu của nó thì tôi vẫn nhớ lại kiểu của nó là như thế này, là tính cái max đúng không? Viết lại cái này thôi. Max không phải chỗ này đây nhé. Max sub array nhé. Đây, max sub array. Là cái tổng cho được. Đây, viết lại nhé. À, tôi có này cái hàm chúng ta là hàm tính là max sub array. A này, left này, right này. Cái hàm đây là cái hàm tính cái tổng con maximum của dãy A. Được chưa? À, đây là toán chính của chúng ta đây nhé. Viết lại này. Bây giờ kiểm tra lại là if là left bằng right. Dãy ta có một phần tử thôi thì chúng ta trả về ngay là nó luôn. Vì thường là A left. Vì là else, nếu mà left nhỏ hơn right thì chúng ta sẽ tiếp tục tính tiếp. Đây, chúng ta nhớ lại cái toán này này. Đây. Nha, đây là chỗ này này. Đấy, chúng ta viết lại cái này thôi. Đây. Và chúng ta đặt là mid bằng left cộng right chia 2 thì nhân đúng đây. Mà chúng ta gọi đĩa quy ký hiệu là ML là bằng gọi đĩa quy là max sub array a ref mid. Tiếp theo là MR là mình tính ra cái tổng max ở bên phải, gọi đĩa quy là max sub array của a
mít cộng 1 y. Rất là giống như em có thấy rất giống cái tìm kiếm này, tìm kiếm mà nhị phân, và ký hiệu kia ở giữa là m là chính là bằng cái gì, chính là bằng cái hàm vừa làm xong. Cái hàm của chúng ta có đặt tên là gì, đặt tên là max m xong ở đây là max, tìm cái tổng con mà vắt qua ở giữa m xong ở đây. Một cái e left mid y và cùng chúng ta return return cái mắc của ba cái anh này, mắc của kia ML, MR và M. Đây chính là số bấm cùng của chúng ta nhé. Để đầu bài chúng ta này trả về cái tổng mắc thôi, tổng mắc. Bạn có thấy không nào? Như vậy là kết thúc cái bài toán đầu tiên này. Cái bài toán này có thấy là cũng thể hay có trong cuộc thi học sinh giỏi đấy, có đấy. Nó đó tôi nhớ là có bài bài này. Bây chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé, xem là cái bài này đối với ta của nó là như thế nào nhé. Phân tích một chút thôi để kiểm tra xem là độ phức tạp của nó là như thế nào. Đây. Bạn thấy không nào, là đây là nếu mà gọi TN là cái gian tính này, thì nếu mà n bằng một thì nó có tính không đúng một nó trả về luôn, nó trả về luôn này. Như vậy thời gian là bằng t1, có thể cho là bằng một bằng không một nhé. Bị tổng quát này, TN này bằng bao nhiêu này? Đấy, TN nhé. Nó gọi để quy cái này, cái anh này này. Gọi để quy cái này là mất bao nhiêu? Là mất là lại là TN chia 2. Gọi để quy lần này nữa, cũng một nửa nữa lại TN chia 2. Còn cái anh thứ ba này, ta vừa xem là nó chỉ mất đúng là ON thôi. Vì chúng ta nhớ lại đúng vậy, chúng ta làm nó chỉ có hai vòng lọc. Này, hai vòng lọc từ mid trở về trước và từ mid trở về sau, với tổng hai lọc này nó chỉ là ON, tổng của hai cái này này nó là ON thôi. Đấy. Vậy suy ra là có công thức sau đây nhé, và suy ra có công thức sau đây, có công thức là TN tổng thể tổng quát sẽ bằng là hai lần TN chia 2 và cộng với ON. Các bạn thấy thì kiêm như vậy là cái phân tích này là nó hoàn toàn giống với cái hôm trước về cái tính toán với cái thuật toán sắp xếp trộn y hệt như này, và chúng ta suy ra được ngay là tổng quát ta có là TN bằng là ô của n log n. Bạn thấy không? Để như vậy cái bài toán này nếu mà chúng ta làm với cái thuật toán là kỹ thuật chia để trị thì nó còn lại có n log n thôi, mà chúng ta so sánh với thuật toán châu bò của nó là ON ba nhé. Chúng ta nhớ lại đây là châu bò này, còn đây là chia để trị này, nó giờ nhà giảm hẳn rất là lớn so với ON mũ ba. Bạn thấy như vậy, cái bài đây là bằng cái để minh chứng cho thấy là dùng thuật toán kỹ thuật chia để trị nó tạo ra một thuật rất là tốt. Như vậy chia trị là làm kỹ thuật rất là tốt để giải cái bài toán này. Trên bài đây các bạn có thể là về nhà làm cái bài này. Tương tự ta có nhé, đây là bài này là bài tính tổng con, còn tương tự như sau. Tương tự ta có cái bài mà đây cũng làm giải hoàn toàn tương tự bài toán này là như sau nhé, là bài toán như sau này, là cho dãy a a1 a2 an. Bây giờ bài là tìm tìm một cái dãy con liên tục đơn điệu tăng lớn nhất có độ dài cực đại, có độ dài cực đại. Đấy, thì bài này cách làm bài này là hoàn toàn tương tự bài bài vừa rồi,
nhưng mà chúng ta phải chỉ ra cái dãy đó, trên đây chúng ta phải sửa đi một chút. Này, cái bài trên chúng ta nếu mà yêu cầu đầu bài là không những là chỉ ra cái tổng con lớn nhất mà yêu cầu là chỉ ra cả cái dãy đó thì chúng ta cũng làm được, chúng ta sửa cái bài này đi một chút thôi là chúng ta sẽ làm được. Thì cái bài bài này này cũng làm tương tự bài trên, và chúng ta về nhà chúng ta làm là như sau. Chúng ta phải làm như sau, tức là nếu mà làm châu bò chúng ta có ba cái vòng for, và kiểm tra thì ta thấy nó rất là ON cũng ba đúng bài trên. Còn cái làm chia để trị thì chỉ còn là ON luôn N thôi, tốt hơn hẳn so với N mũ 3. Để các bạn chú ý nhé. Về việc các bạn về nhà làm bài tập này và cùng bài tập trên nữa, và chúng ta cũng sẽ tổng quát ra là không những là tìm cái tìm yêu cầu là tìm bảng dạy con đấy, yêu cầu là tìm cả cái dạy con nó là dạy nào, dạy con đó tức là chỉ ra cái vị trí đầu và cái độ dài của nó, hay chỉ đầu và vị trí cuối của nó. Chúng ta sửa một chút cái thoát trên cho làm được thôi. Vậy đây là bài tập về nhà nhé. Thầy ơi, Ơi thầy ơi, thật sự là em rất là khó hiểu luôn á thầy. Thầy cho em một cái ví dụ cụ thể thôi để minh họa cho cách mà thầy làm cách chia để trị của cái bài ở trên đó thầy. Ví dụ cho giải số cụ thể gì đó rồi cách làm với thầy. Ừ, rồi rồi Dạ nhé. dạ. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử một cái ví dụ nhé, thì chúng ta ra sẽ thấy thấy ngay là nó đơn giản thôi mà nhé. Đây, bây giờ tôi lấy ví dụ nhé, tức là để cho chúng ta thấy một cái ví dụ là như này này. Tôi lấy ví dụ cho nó đơn giản nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đây, giờ chúng ta có dễ ăn là như này. Tôi lấy ví dụ nhé, bây giờ tôi làm cái bài làm tổng 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 con trước nhé. Đây là một này, trừ một này, ba này, bốn này, trừ hai này, và đây là năm này. Ví dụ thế nhé. Đây, thế bây giờ với cái bài này cần tìm ra một cái tổng con là lớn nhất có thể. Thì đây là chúng ta cũng như cụ thể nhìn thấy ngay được là nó là như thế nào, nhưng mà thôi được, tôi cứ ấy nhé. Bây giờ mà cái làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ để làm thế này, chúng ta sẽ cái làm như sau nhé. Chúng ta làm chia đôi ra và làm và dùng chia để trị để làm nhé. Thì đầu tiên chúng ta chia làm hai bước một, chúng ta chia làm hai nhé. Và tìm cái dãy con nhé. Thì chia làm hai này thì cái dãy con bên trái sả sửa chúng ta tìm được rồi nhé. Ở bên trái cái dãy con có tổng lớn nhất là cái dãy nào ở bên trái, mà đa số là bao nhiêu? Nghiệp dãy con bên trái là trừ một, một trừ một và ba, thì cái tổng con lớn nhất ở bên trái chính là ba đúng không nào? Đa số là ba bên trái. Còn bên phải, mình xem bên phải nhé. Bên phải thì cái tổng con nhất trên đó chính là năm, vì nó không có cái đấy. Vậy người ta biết cho tìm cái tổng con nó vắt qua cái điểm mid này, vắt qua giá trị mid này là về giá trị ba này, thì cái tổng con mà vắt qua cái mid này mà lớn nhất bên về bên trái thì là ba, bên phải là bốn, vậy suy ra cái tổng con nó sẽ là bảy. Được chưa? Và chúng ta tính mắc của ba cái này, ba bảy năm, mà chúng ta trả về đa số là bảy. Bạn đã hiểu chưa? Vì tôi lấy ví dụ như vậy thôi, bây giờ tôi tìm ví dụ khác cho nó dày hơn nhé, cho nó khó một chút nhé, để chúng ta thấy là làm như nào nhé. Đây nè, chúng ta cùng nhau để chúng ta là tìm ví dụ khác này. Đây là ví dụ một nhé, bây giờ tôi lấy ví dụ hai này, khó một chút để chúng ta có thể hình dung được nhé. Bây giờ ví dụ hai tôi sẽ tìm cái dãy của chúng ta là cũng có là 8 phần tử, thì cho nó khó hơn nhé. Trừ một, một này, hai này, một này, sau đó là trừ hai, ba, hai, một, dụ thế nhé. Đấy, thì bây giờ cái làm như sau này,
chúng ta chia đôi nó ra, chia đôi nó ra, chia đôi ra thì ở đây cái em là với cái thằng này ta lại chia nữa nhá, người ta chia ta chia, người ta làm đúng này, ở đây ta lại chia nữa này, ta lại chia nữa này, đây ta đây ta chia nữa này, đúng không? Thì với cái bên này ta chia ra cho bên này thì tất nhiên bên này trước nhé, thì ở chỗ này là cái phía bên này này thì là phía bên này này thì nó chỉ là một trừ một thôi, như vậy là cái con số nó sẽ là một, tổng quan lớn nhất ở bên này, ở bên này tổng quan của nó là nhất là ba. Còn tính cứ vác qua đây là một hai một sẽ là bốn, vậy sẽ ở bên này chúng ta thu được ở bên này sẽ là bốn nhé. Ở bên này này, ở phía bên này này nó sẽ là tổng quan hết là ba, ở bên này cũng là ba nữa, nó vắt qua, nó qua là ba ba hai một nó sẽ là sáu, vậy sẽ là cái tổng này này nó sẽ là sáu. Bây giờ chúng ta tìm cái tổng vắt qua đây, vắt qua đây là một ba hai, ở đây là không có gì cả, xuyên đây là bên này chỉ là ba, một hai hai là đây là bốn, cái tổng vắt qua đây là maximum là bốn, nó sẽ là bốn, bốn và sáu, đa số nó sẽ là sáu. Cái bài này đáp số nó sẽ ra đó là maximum của bốn, bốn bốn nó ra đáp số nó là sáu, chỉ là cái tổng con này này, chỉ là cái dễ này này. Đây thì các bạn có thể đây là tôi ví dụ thôi, với minh họa thôi, còn hai trường hợp, trường hợp này là có 6 phân tử, trường hợp này là có 8 phân tử, chúng ta có thể minh họa cho ví dụ khác hơn nữa, đúng không? Chúng ta đã hiểu chưa nhỉ? Có đây khó hiểu chưa? Có đây khó hiểu không? Đúng là với các bạn là chưa làm việc, chưa làm nhiều thì đúng là Không hiểu gì cả. có thấy khó hiểu không? Có Khó hiểu không? cái chính giữa là sao, là bốn vậy thầy? Đâu? Cái chính giữa thầy. Ở đây á. Dạ đúng rồi. Ở đây là vì nhân nó sang bên phải. Sang bên phải thì tổng của nó là cái tổng nhất của nó lên đây, đây là trừ 2, nhưng mà nó là không không có luôn, để chúng ta không tính được cái là trừ 2 ở đây là được tôi, còn sang bên trái thì nó làm 2, 1 và 3 là đây này. Đây này. Cái này bỏ âm nhỉ thầy? Thì cơ. Số âm này nó không không thể tính được vì là nó tổng này, cái tổng bên này là nó không có này. Tổng tổng bên này là nó không nó không có, nó bằng không luôn. Tổng bên này là không, nó bằng không. Còn tổng bên này nó là 4 này. Đây là 2 này, là 1 cộng với 2 là 3 này, 3 cộng với 1 là 4 này. Bên này không, bên này là mất luôn, cái này là trừ một âm đi không được, còn lại ba cái này thôi là bốn, nhưng tổng là vắt qua đây chỉ là bốn thôi, là từ một cho đến hai, chính trùng chính thằng này luôn. Được chưa? Và vậy suy ra là nó đây nó lấy maximum của bốn, bốn sáu nó đáp số nó sẽ là sáu. Cái tổng vắt qua đó là nó vì là cần tính cái tổng là mắc, nhưng mà âm là tao ta không tính, âm coi ta không có âm coi như là âm thì nó bị âm xuống thì ta bỏ qua luôn, nó phải dương, nó phải lớn không thì ta mới tính vào, tổng cho nó mới lớn hơn, đúng không? Tương tự như vậy với cái bài tìm cái dãy số, tìm cái dãy con liên tục mà tăng lên đơn được tăng liên tục thì cũng làm tương tự như vậy. Tức là ta chia cái dãy cho làm hai phần, tìm cái con liên tục mà đều tăng lớn nhất thì hoặc là bên trái hoặc bên phải hoặc là vắt qua ở giữa, cái làm y hệt như thế này, cái làm y hệt như bài trên, nhưng mà nó là chỉ để chị ta làm là như là đối với ta tìm, chúng ta tìm không phải là cái tổng của nó mà tìm cái độ dài của cái con lớn nhất. Thế đây là một cái bài rất là một bài rất là cũng khá điển hình mà tương đối khó, là chúng ta làm mà chúng ta làm bằng bằng châu bò ấy, thì là mất N43 cơ, còn nếu chúng ta làm bằng chia để trị thì nó giảm xuống còn lại O log N à, rất thấp, rất là nhỏ. Thế cái này các bạn có thể về nhà các bạn làm viết chương trình để ta làm
hoặc là buổi sau nếu có kịp thời gian tôi sẽ viết chương trình cho các bạn cùng nhau làm bài này. Bây giờ chúng ta sang tiếp phần tiếp theo của chương trình, sang một thuật toán mà theo tôi là quan trọng nhất luôn của cái chương này. Và chúng có giáo viên mà muốn dạy được phần này thì học cái phần này thì phải biết, học sinh cũng phải biết. Thì tôi sang cái bài toán tiếp theo rất quan trọng và tất cả những người mà làm tin học đều phải biết về cái thuật toán chi để trị. Là tôi làm chúng ta cùng nhau học cái thuật toán đó là sắp xếp nhanh. Sắp xếp nhanh nhé. Tiếng Anh nó là quick sort, một thuật toán rất nổi tiếng luôn. Bất cứ một cái người nào mà muốn dạy là muốn học về công thông tin về thuật toán thì phải biết thuật toán này. Tức là chúng ta đã học về sắp xếp rồi, sắp xếp chọn rồi, cũng rất là mạnh, rất là hay rồi. Mà chúng ta đã với tôi nói là cái sắp xếp chọn thì nó là cái là tôi yêu nhất này, không thể tôi yêu hơn được nữa. Tuy nhiên cái sắp xếp chọn nó lại không nổi tiếng bằng sắp xếp nhanh này. Bằng sắp xếp nhanh này nó có rất nhiều ứng dụng, có rất nhiều ứng dụng trên thực tế, là rất nhiều cái điều hay ho mà chúng ta sẽ học ngay bây giờ. Thì thuật toán sắp xếp nhanh là cái gì? Tức là cho trước cái dãy số a nhé, đây a này, a1, a2, vân vân, an. Thì cái thuật toán sắp xếp nhanh này là như sau, là nó bắt chước cái ý tưởng của cái tìm kiếm nhị phân. Thực sự là như vậy. Chúng ta nhớ lại một chút này, ý tưởng của cái tìm kiếm nhị phân là như thế này. Tìm kiếm nhị phân là như thế này nhé. Thì như vậy là chúng ta dãy của chúng ta là nó sẽ tăng dần rồi. Cho nên khi mà chúng ta mà chúng ta chế độ ra một cái thì tức là nửa bên trái là nó nhỏ hơn cái phần tử ở đây, là nhỏ hơn, còn nửa bên phải lớn hơn. Chúng ta trên là chúng ta chế độ ra, chúng ta tìm được ngay, chúng ta chế ra cho tìm tiếp là một nửa này nửa kia ngay, tìm cái phần tử từ cái tìm mà nhỏ hơn thì chúng ta đưa xuống bên trái, phần tử lớn hơn ta ở bên phải. Nhưng bản chất là chúng ta tìm ra một vị trí ở giữa thì lập tức là một nửa ở bên trái, ở phía dưới cái đường này, một nửa bên phải là ở phía trên. Đây là cái ý tưởng của các bài toán tìm kiếm nhị phân. Thì cái bài toán sắp xếp nhanh này nó cũng ý tưởng như vậy. Làm thế nào để mà đây nó rất là lung tung như thế này, nhưng mà làm thế nào để chúng ta chia đôi một cái tại đây thì một nửa bên trái nhỏ hơn cái này và một nửa bên phải lớn cái này. Nó không phải như là cái thằng sắp xếp nhị phân, nhưng mà là như thế này, ở bên trái bên trái nó có thể nó không thật là nó được tăng, bên phải nó có thể là không được tăng. Nhưng mà là khi chia đôi ra ấy, thì một nửa bên trái nó nhỏ hơn cái giá trị này, ở bên phải lớn cái giá trị này. Đó thì cái đây là cái tư tưởng làm thế nào để tìm một vị trí của dãy sao cho cái chia đôi ra như thế này thì một nửa bên trái nhỏ hơn cái giá trị này, bên phải lớn giá trị này. Sau đó chúng ta dùng định quy, chúng ta gọi học tiếp hai bên là xong. Vấn đề là về sau xem một lần này, xong ta chia đôi nữa, ta chia đôi nữa, cũng là chia đôi nữa, là nó lại bên trái nhỏ hơn bên phải, và ta chia xong hết tất cả ra là xong, là tất cả đạt lần tạo ra được một cái dãy sắp điệu tăng thực sự, sắp xếp theo điệu tăng thực sự. Đó, thì đó chính là cái tư tưởng của tìm kiếm nhị của cái sắp xếp nhanh. Thì tôi nhắc lại nhé, là như thế này. Đây chúng ta là nó rất là đa dạng. Điều tôi muốn làm sao? Tôi chia đôi nó ra, một nửa ở đây, bên trái sẽ nằm phía dưới, bên phải nằm ở trên, mọi yên tâm. Tôi chia đôi nữa, thì bên trái này là nằm ở đây, bên phải nằm ở đây. Chia đôi nữa, bên trái nằm ở đây, bên phải nằm ở đây. Tôi cứ chia đôi. Khi không chia đôi nữa thì vừa vặn chúng ta tạo được một cái dãy được tăng như thế này, thì đúng. Cho nên cái vấn đề ở đây là quan trọng nhất là chúng ta làm thế nào để mà chia đôi nó ra. Bài toán nhé, bài toán của chúng ta này, làm thế nào để mà chia đôi nó ra thì một nửa bên trái nhỏ hơn giá trị này,
phải nằm ở đây. Bên phải nằm ở trên các chị này. Đó. Thì cái phép mà chia đôi như vậy mà có phần tử nằm ở đây mà bên chia đôi ra bên trái nằm bên nằm ở dưới bên phải nằm ở trên thì cái phép này người ta gọi là phép người ta gọi là toán phân đoạn. Phân đoạn rất là nổi tiếng ấy, của cái ông tác giả này. Ông tác giả này tên là Ho. Ông ta nghĩ ra cái thuật toán này năm 1900. Ông này tên là nhớ lại rất nổi tiếng tại cái tên ông ta ở đây nhé. Tên là Ho và viết ra cái này năm 1934. Mấy này ông này vẫn còn sống. Tác giả này vẫn còn sống, mặc dù rất là già rồi nhưng vẫn còn sống. Và một thuật này là nổi tiếng khắp thế giới luôn, nổi tiếng và bây giờ là rất là thành một cái gọi là thành kiến thức là cơ bản nhất của mọi người cần học tin học và cần học cái này. Ai muốn học thông tin thì phải học cái thuật toán này nhé, để chúng ta cùng nhau học cái này. Và cái thuật toán này là nó dùng chính cái tư tưởng của chia để trị. Thế có thấy nó chia đôi không? Chia đôi ra và bên phải nằm ở dưới cái điểm này, bên trái nằm ở trên. Đó. Thì cái thuật toán này nó gọi là phân đoạn. Và cái vị trí này là cái từ này nó gọi là cái phần tử chốt hay là phần tử trục chốt. Thì anh nó gọi là pivot nhé. Đó, phần tử chốt. Như vậy là chia đôi ra và tất cả phần tử ở bên trái của dãy nằm ở bên trái chốt, bên phải nằm bên phải chốt, và cứ vậy nó chia đôi ra và sau đó thì ta sau chia hết thì thôi thì là xong. Đó. Và cái việc tạo ra phần tử chốt này nó chỉ dùng so sánh thôi, nó chỉ là vấn đề là chúng ta đổi chỗ các phần tử thôi. Vì cái bài này là nó không cần dùng thêm các dãy nữa, dùng tại chỗ thôi mà nó đỡ tốn bộ nhớ. Còn cái sắp xếp mà trộn cho có thấy chúng ta phải trộn hai dãy lại với nhau, như vậy cần rất nhiều các cái bảng phụ, cái dãy phụ mà nó rất tốn bộ nhớ. Trong cái anh này là không tốn bộ nhớ, dùng ngay trên dãy A thì đổi chỗ phần tử thôi mà tạo ra được cái phân đoạn này, được chưa? Như vậy là cái quan trọng nhất là chúng ta tìm được phần tử phân đoạn, tìm được vị trí phân đoạn. Thì phân đoạn nó có như sau. Cái vị trí này được gọi là P, đúng không? Là cái địa chỉ, là cái địa chỉ của cái phần tử chốt. Còn cái giá trị của nó thì nó gọi là chốt, là cái giá trị chốt. Còn cái P là cái vị trí của cái việc chốt đó, được chưa? Đấy, thì như vậy là cái bài toán này là như vậy. Cái bài ý tưởng của toán sắp xếp mà nhanh là nó chính là cái phân đoạn. Khi có phân đoạn rồi thì mọi thứ nó rất là nhanh. Thì bây giờ tôi mô tả cái phần này, gọi là cái phần chính nhé, cái toán chính thì chúng ta thấy là nó cũng đây đây. Như vậy là cái ý tưởng là như sau. Ý tưởng toán là như sau, tôi nhanh để cho chúng ta dễ dùng nhé. Nó chính là chia để trị. Và cái chia để trị đó, cái phần chính là nó phải tìm ra cái vị trí P này. Đấy. Khi tìm được P rồi, ta chia làm 2 và ta cứ chia mãi là xong. Được chưa? Đây thì tôi mô tả cái quick sort thì nó như thế này. Quick sort nhé. A này. Left này. Right. Thì chính là phân đoạn. Được chưa? Ở như sau này thì đầu tiên tôi phải tìm được phân đoạn, tôi đặt P bằng phân đoạn. Cái tiếng Việt chấm dễ tôi phân đoạn. Phân đoạn nghĩa A left right. Thì trong cái lệnh này, trong toán này là đang làm sau khi tìm được P rồi thì lập tức nó chia hai bên này rồi, chia hai bên đều như này rồi. Hay nhé. Hai bên bên trái của P là nhỏ hơn cái phần tử pivot, đúng không? Và bên phải của P là bên phải của P chính là lớn hơn phần tử chốt. Nhưng mà đây là toán chính, phần chính. Khi mà ta tạo được phân đoạn rồi nhé, thì mà thứ ta dùng để quy thôi. Chúng ta gọi tiếp để quy này, quick sort của A left
mà p chỉ một, tôi bỏ cái p ra ngoài, phần tử p thông tính nhé, vì là p nó đúng vị trí rồi. Xong tôi lại tiếp tục là quick sort a và p cộng một loại. Cái này là cần b trừ một thôi, không cần hôn đến p, vì p nằm đúng vị trí rồi, tôi bỏ cái p ra cho nhanh, đến đây để p cũng được, nhưng mà để p trừ một. Như vậy làm lần tôi làm là nhỏ đi. Đấy, cái này kia thật ra quyết sau này cái quan nhất là cái chỗ này thôi, cái chỗ này là chỗ khó nhất là phân đoạn này, làm thế nào để phân đoạn được, tìm ra được cái vị trí gọi là vị trí chốt như vậy. Đấy, và thế là như vậy, khi chúng ta phân đoạn đúng rồi thì hai cái này nó rất là đơn giản. À, cái hay của thằng này như này này, cái hay của cái thằng này là như thế này, là cái phân đoạn này trông như thế thôi nhưng mà nó chỉ là ON thôi. Đấy, cái hay nhất của nó là cái ON, mà từ đó ta suy ra, từ trên này ta suy ra này, từ cái toán này ta suy ra nhé, để ta suy ra đại khái nó sẽ là TN của nó sẽ là 2TN chia 2, sửa hai cái này là bằng nhau và cộng cái ON. Đấy, cái ON nhé. Mà từ đây chúng ta biết rồi, ta biết rồi, từ bài trước biết rồi là suy ra là TN nó sẽ bằng O của N và N. Đấy, vậy suy ra là cái toán sắp xếp nhanh này có thời gian cũng rất là nhanh, giống như là sắp xếp chọn là N log N, nhanh hơn hẳn so với sắp xếp bằng châu bò. Đó, thì như vậy là cái quyết sọc của nó thì biết rồi, nó bắt chước nằm ở phân đoạn này thôi, mà cái hay của phân đoạn này là ON thôi. Đấy, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái phân đoạn nhé. Phân đoạn là cái gì? Đó, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái phân đoạn là như thế này, là bản chất phân đoạn là cho trước một dãy A gọi là 23AN, đúng không nào? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho trước cái dãy A1, A2, A3 đây đúng không? AN ở đây. Bây giờ chúng ta phải tìm ra được một cái vị trí P, tìm được, và quan trọng nhất là tìm ra giá trị của pivot ở đây. Pivot và ta sắp xếp thế nào đó để sao cho là bên trái sẽ chỉ gồm các phần tử nhỏ hơn pivot, và bên phải chỉ gồm toàn lớn hơn pivot. Và cái vị trí này là cái địa chỉ này là gọi là chỉ P, và cái thuật toán phân đoạn nó trả lại giá trị P này, chỉ P này. Đấy, thì phân đoạn đây, mà phân đoạn này chúng ta chỉ được, mà hay của nó, hay nhất của phân đoạn này là chỉ cần một vòng lặp thôi, là chỉ cần ON thôi, không cần hai vòng lặp lồng nhau vẫn có thể làm được việc này. Thì để chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái phân đoạn nhé. Thì cái thuật toán này là nó, cái hay nhất của nó là nằm ở phân đoạn này. Tôi mô tả cái phân đoạn nhé, thì các bạn hình dung nhé. Đây, mình lấy ví dụ, chúng ta hình dung là chúng ta chỉ cần một vòng lọc thôi, là sau khi vòng lọc xong là chúng ta có thể chia đôi được hai, chia đôi được một cái dãy chúng ta ra làm hai, bên trái nhỏ hơn pivot và bên phải lớn hơn pivot. Đấy, cái hay của nó như vậy nhé. Chúng ta làm thử nhé. Đây, bây giờ cho thử này, làm giả sử A nhé. Đây này, kiểu là bây giờ tôi chia ra cho tận tiện nhất này. Đây là giả sử A nhé, 5 này, 8 này, 7 giả sử thôi, 7 này, 1 này, 3 này, 10 này, 6 này, 4. Đấy, đây là dãy A ban đầu nhé. Thế bây giờ làm thế nào? Bây giờ tôi sẽ đổi vị trí các phân tử sau, sau cho là chỉ vòng lặp thôi, cho cái giá trị y vị chạy từ đầu đến cuối này, chỉ một vòng lặp thôi. Chạy xong đến đây rồi, ta tìm được ngay cái P này, và cái P này đâu đó ở đây này, mà nó chia đôi cái này ra, chia đôi cái dãy ra làm đôi, một nửa bên trái nhỏ hơn giá trị đó, bên nửa bên phải hơn giá trị đó, được chưa? Thế cái là như sau này, chúng ta sẽ có hai cách làm. Một là chúng ta lấy cái pivot đó, cái pivot giá trị pivot đó chúng ta lấy bằng cái gì? Cách thứ nhất là chúng ta lấy phần tử đầu tiên của A là, hoặc là A1. Cách thứ hai là lấy bằng là AN. Giả sử A1 nhé, đây chính là P. Này, chỗ này chúng ta tưởng là chính là pivot đây, và tôi kiểu cái này là P, được chưa? P bên này là chính là cái chỉ số P mà tôi sẽ trả lại là nó là nhé. Đây,
Điều tôi làm như sau này, các bạn cùng nhau cùng với tôi làm nhé, tôi làm thử nhé. Chúng ta làm như sau nhỉ. Đây, bây giờ chúng ta sẽ có hai cái biến, là biến y và biến g. Biến g sẽ biến chạy, đấy nhé. Bây giờ g chạy ở đây, đây là g ở đây. Y sẽ là trùng, y là bằng với p. Vậy ban đầu chúng ta là gì nhỉ? Nhưng mà chúng ta ban đầu là chúng ta như sau này. Chúng ta cho p bằng a một, p bằng một chứ, p bằng một này, p bằng một và y bằng một và g bằng hai. Đây ban đầu là như này nhé. Đây, để tôi cho g chạy từ hai cho đến cuối. G chạy từ hai đến cuối nhé. Đây, chạy từ hai đến cuối, được chưa? Thì cách làm như sau này, cách làm như sau nhé. Di chạy, khi di chạy trở đi, nhưng mà tới cái giá trị mà lớn hơn p, lớn hơn pivot thì ta giữ nguyên. Còn nếu mà giá trị ag mà nhỏ pivot thì chúng ta đổi chỗ, thì chúng ta đổi chỗ sang cho pivot nhé, và tăng cái pivot lên, tăng cái y lên một đơn vị. Để tôi cùng bạn xem thử nhé. Đây, bây giờ tôi làm như sau này, tôi tăng y lên này. 5 này, 8 này, 7 này, 1 này, 3 này, 10 này, 6 này, 4 này. Tăng y này, y đi ở đây là y lớn hơn y lớn 5. Y lớn 5 thì là 8 mà, bỏ qua. 7 lớn 5, bỏ qua. Thế đây, g nhỏ hơn 5. Chúng ta làm như nào? Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ tăng y lên một đơn vị và chúng ta đổi chỗ. Cứ mà gặp g mà gặp giá trị ag mà nhỏ hơn pivot thì ta tăng y lên một vị và ta đổi chỗ. Thì ta làm như sau. Sau đây ta có nhé, ta có là 5 này, ở đây sẽ là 1 này, đây sẽ vẫn là y nhé, ở đây là 7 này, ở đây sẽ là 8 này, 8 này, đúng không? Và đây sẽ là 3 này, 10 này, 6 này, 4 này, được chưa? Và việc ta tăng g lên đây, g vẫn tăng nhé. Có sánh gì với 5? Pivot là 5 mà. Đây là pivot 5. G này là nhỏ hơn 5. Vậy sẽ là tăng y lên 1 và đổi chỗ cho y và a g. Ta có này. Ta có này 5 này, 1 này, 7 này, 8 này, 3. Y ở đây và ta đổi chỗ. Đổi chỗ nhé. Đổi chỗ. Đổi chỗ. Và thu được ở đây nhé là 10 này, 6 này, 4 này. Ở chỗ ta được là 5 này, 1 này, đây là 3 này, đây vẫn là y ở đây nhé. Đây sẽ là 8 này, đây là 7 này, 10 này, đây vẫn là g nhé. Đây là 6, 4, chưa? Bây giờ tôi tăng tiếp nhé. Tôi tăng tiếp này. Tăng tiếp này lên là 5 này, 1 này, 3 này, 8 này, 7 này, 10 này, 6 này, 4 này. Tăng g lên 1 là 10, bỏ qua vì nó lớn hơn 5. Tăng lên 6, bỏ qua, tăng lên đây. G tăng lên đây. Thì 4 này nhỏ hơn 5, thì tôi đây là y nhé. Tôi tăng y lên 1 đơn vị, đây nó sẽ là 5 này, 1 này, 3 này, 8 này, đây là y này, 7 này, 10 này, 6 này, 4 này, đây là g nhé. Tôi đổi chỗ cho cái này. Đổi chỗ. Đấy. Và thêm được như sau, thêm được là 5, 1, 3, ở đây là 4, 7, 10, 6, ở đây là sẽ là 8, được chưa? Đấy. Và cuối cùng thì tôi, đây là gì xong rồi, cuối cùng tôi đổi chỗ đó, thế này, tôi đổi chỗ vị trí y hiện thời này này. Tôi đổi chỗ VP, đây, chỗ VP. Thì tôi được đây là gì? Tôi thấy được đây là 4, 1, 3, 5, 7, 10, 6, 8. Đây chính là P đây. Đây chính là Y. Mà ta trả về vị trí là Y. Tôi return. Tôi return 5.
Đây rồi, vì thân cái P này hay là P này hay là Y là Y Y nhé, vì thân Y. Còn theo như vậy, đây nhé, đây là chỉ số P này. P này thì một nửa bên trái nhỏ hơn P, nhỏ hơn pivot, nhỏ hơn 5. Bên phải lớn 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 pivot đúng không nào? Mà chúng ta chỉ cần một vòng lặp từ bên phải sang bên cái trái sang bên phải, chỉ một vòng lặp thôi, ta chỉ việc ta vừa chuyển động Z, ta vừa lập của Z thôi, và thay đổi và khi kết thúc thử vận xong chia đôi để chia đôi ra cái này ra, có thể không phải chia đôi hẳn nhưng mà nó chia ra hai phần, một nửa bên trái của P nhỏ hơn pivot, bên phải của P lớn hơn pivot, mà thấy không nào? Thì đây chính là thuật toán này, phân đoạn đây, đây là kết thúc nhé, đây là kết thúc. Kết thúc đó thì cái toán phân đoạn này nó rất là hay. Bây giờ chúng ta cùng nhau viết lại toán phân đoạn thật chính xác cho các bạn xem nhé, và ta sẽ soi ở trên này đây. Thì toán phân đoạn này tôi sẽ dùng cái tiếng Anh là partition, chuẩn đúng tiếng Anh nhé, là phân đoạn, là nó trả về cái chỉ số P, chỉ số của cái của giá trị P, và như là AP chính là pivot nhé. Đây nó có ba tham số là số ba tham số, nó có ba tham số là A và left và right. Nó sẽ trả lại giá trị là gì? Nó trả lại cái chỉ số P chính là cái pivot đúng không? Đấy, thì là như này nhá, thì là ta làm như sau này. Chúng ta nhớ lại cái làm trên nhé. Thì chúng ta bây giờ chúng ta có thể là cái đây chúng ta cái đầu tiên P là chính là bên trái, thì ta đặt P là bằng P này chính là bằng chỉ số là left. Left. Như này, ta đặt từ đây có nhớ là đây nhá, ta đặt P là left này. P là 1 này. Còn cái pivot là chính là AP thôi, không có gì nhé, đây này. P bằng left nhé. Rồi. Sau đó là cái pivot là cái giá trị chốt nó chính là bằng là A left. Được chưa? Vì đầu tiên là Y nó chính là bằng P. Đầu tiên là Y nó đặt vị trí đúng, đặt vị trí P. Còn Z là đây là Y đây. Còn Z là biến chạy. Bên chạy và di khi mà di gặp một phần đường nhỏ hơn pivot thì ta tăng lên một vị và đổi chỗ cho AG và AI, thế thôi, đơn giản lắm, ta chỉ vừa đi vừa đổi chỗ và đi đúng một vòng, đúng một vòng là xong nhé. Đây tôi làm như sau này: for di chạy từ left cộng một to right, chạy đúng một vòng thôi to right. Nếu mà if mà AG mà nhỏ hơn bằng pivot thì ta đổi chỗ lớn lên thôi nhé, thì ta tăng y lên một đơn vị và đổi chỗ của AG. Một khi kết thúc cái vòng lặp ta đổi chỗ một lần nữa, thì ta đổi chỗ của AP là với chị cái đầu tiên đấy, AP đổi chỗ với AI mà ta return I. Đây chưa thuật toán của chúng ta đây, mô tả đúng thuật toán của ta vừa nói ở trên mô tả. Thì đây cái thuật toán, đây thuật toán là nó là phân đoạn rất là nổi tiếng, nó rất đơn giản đấy nhưng mà nó vô cùng hay, rất là nổi tiếng, các bạn nhớ lại, các bạn rất nổi tiếng nhé, mà thì chúng ta thấy là nó rất là hay. Tôi nhớ lại một chút này, đây P là bằng mình chưa bắt đầu là left, A dưới bắt đầu thì nó là 1 đấy. Pivot chính là A1. Y là bằng 1. Cho Z chạy từ 2 đến N. Và cũng là chỉ tăng lên, ta kiểm tra nếu AG mà nhỏ hơn giá trị của pivot thì ta tăng lên một vị, đổi chỗ AI và AG. Và cuối cùng đổi chỗ cái A1 với AI và trả lại chính là vị trí Y. Trả lại chính là vị trí cái chỉ số của pivot này. Của cái vị trí của cái phân đoạn đây. Đấy. Và sau khi mà trả lại như vậy thì A đây trả lại cái chỉ P đây, thì ta thấy đây là pivot đây. Tính là pivot thì bên trái của pivot
là các phần tử nhỏ hơn p, nhỏ hơn pivot bên phải là lớn hơn p, và do đó chúng ta có thể dùng để quy để chúng ta làm tiếp, chuyển đổi tiếp nữa, được chưa? Thêm điều là nhắc lại là nữa này, chúng ta nhắc lại một lần nữa cái toán rất nổi tiếng này là rất đơn giản nhưng mà rất là nổi tiếng, quicksort nhé. And left này, right này, chúng ta không chia đôi được, giống như là làm là tìm kiếm nhị phân, mà chúng ta phải chia bằng cái vị trí là phần đoạn, được chưa? Đây thì chúng ta làm cái này, đây, này. Bây giờ if left lại nhé, nhỏ hơn right, bằng right ta dừng lại, không làm gì nữa. Nhỏ hơn thì ta làm như sau, ta đặt p bằng là partition, là vị trí pivot đây, vị trí phân đoạn a chia làm hai. Cái hay của thằng này là cái phân đoạn này là chỉ cần độ thời gian là n thôi, không cần thiết là mà này là nó tính tính, hay của nó là tính nhé. Và sau đó chúng ta gọi tiếp hai cái quicksort ở hai bên để quy, quicksort ở bên trái đúng không, a left p trừ một và quicksort rất đơn giản, quicksort a p cộng một và bạn thấy không nào? Mà tôi nói rồi là thoát này chúng ta có thể chứng minh là nó là cái độ phức tạp, thời gian nó hơi khó một chút vì không phải chia đôi, nhưng mà chúng ta có thể hình dung là nó gần gần giống, không phải hoàn toàn gần giống là n t n chia hai, tuy nó không phải giống bằng, nhưng mà là nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta sẽ phải học cái chứng minh đó, chứng minh chặt chẽ, các học này khó hơn một chút, đòi hỏi cái kiến thức của lớp 12 cơ. Chúng ta không, nhưng mà đây chúng ta lấy cái cần đúng này thì ta cũng để suy ra là tn bằng o của n log n này, được chưa? Đây là kia, như vậy đây chính là cái thuật toán sắp xếp nhanh rất là nổi tiếng, nhớ lại là vô cùng nổi tiếng luôn, vô cùng nổi tiếng ở trong giới tin học. Thì cái ông mà tác giả nghĩ ra cái toán này, ông ta kể lại là rất tình cờ ngẫu nhiên ấy. Ông ta có làm thử nữa, ta chạy thử như này thế nào, cứ chạy thì nó quá nhanh luôn, nó rất là nhanh. Các bạn sẽ nếu mà chúng ta có thời gian chúng ta làm thử và thấy nó nhanh hơn cả cái sắp xếp trộn, thì sắp xếp trộn là nó dùng rất là nhiều những cái dãy, dùng rất nhiều những cái dãy phụ trung gian, tạo rất nhiều dãy trong quá trình chia đôi ra là phải sinh ra dãy con nữa, cho nên là nó sẽ làm chậm thời gian chúng ta phải sinh dãy ra. Còn cái này là không, nó chỉ đổi hai phần tử của hai, vẫn chỉ đổi chỗ thôi, cho nên là nó rất là đơn giản. Nhưng mà là cái partition đây này, nó chỉ là cái này thôi, nó cũng vô cùng đơn giản. Đây partition đây là cái nó gọi đây, nó là thuật toán phân đoạn, nó rất là đơn giản, chỉ cần là một vòng lặp thôi là chúng ta có thể chia đôi cái dãy, chúng ta làm đôi một nửa đầu là nhỏ hơn giá trị của pivot và nửa sau lớn hơn là pivot, được chưa? Thì đó chính là cái tập toán. Thì thế đây tôi không tôi đã thêm một chút nữa về quicksort, bây giờ chúng ta phân tích thêm một chút nữa về quicksort để chúng ta dùng được nhé. Bây giờ quicksort, phân tích thêm một chút nữa về quicksort, phân tích thêm về quicksort. Bây giờ trường hợp trung bình thì chúng ta đã biết từ trên rồi, trung bình cách chặt chẽ thì hơi khó hơn, nhưng mà về mà xấp xỉ chúng ta hình dung được thì là chính là tn là chính là bằng o của n log n, và thực tế do chạy thử thì chúng ta thấy là rất là khá nhanh. Nhưng bây giờ chúng ta xét trường hợp xấu nhất, trường hợp xấu nhất thì là như thế nào? Đây trường xuất là như thế này, trường xấu nhất là khi chúng ta dùng phân đoạn ấy, đây này,
thì chúng ta dùng dùng phân đoạn, cái phân đoạn đây P đây, thì nó không chia đôi cái dãy này ra, nó chia, nó chia như thế này, nó sửa nó không chia đôi, nó dùng phân đoạn ra, nó sửa phân, không chia đôi ra mà nó lại chia thế này, lại chia, nó chia thế này, lại chia thế này, lại chia thế này, chia này, nó không chia đôi, nó chia như này, thì chúng ta có như sau, thì chúng ta sẽ có là gì, xấu nhất là TN nó không phải là nó không phải là nó không phải là bằng, nó không phải bằng hai, nó không không phải bằng hai nhân với TN chia hai, mà nó là nó xấp xỉ bằng là T của N trừ một cộng với ON cộng với O một cộng ON cộng ON. Thì để trục xuất thì ta suy ra, để ta cũng làm suy ra là trục xấu nhất mà nó thì TN này nó sẽ bằng O của N bình phương. Đấy. Vậy suy ra cái quyết sòn này mặc dù nó rất là tốt, rất là hay, nhưng mà nó có một cái nhược điểm của nó là trong trường hợp xấu nhất ý, xấu nhất ý, thì nó là độ phức tạp của nó chính là N bình phương, là nó giống như là cái thằng châu bò. Được chưa? Đấy là trường hợp xấu nhất. Còn khi nào xấu nhất thì chúng ta chưa, còn khi nào là xấu nhất là như thế này này, là khi nào thì là xấu nhất. Đây thì lấy ví dụ luôn cụ thể nhé, khi mà dãy ban đầu của chúng ta đã sắp xếp rồi, đã sắp xếp tăng rồi, tăng dần đều rồi, đơn điệu tăng rồi, đơn điệu tăng rồi, và chúng ta luôn chọn cái pivot ấy, cái pivot của chúng ta luôn chọn là bằng A1. Khi ra chúng ta cứ chia đôi ra là cái phần A1 luôn nằm ở đây mà, thế mà chia đôi ra luôn nằm ở đây, nhưng mà chúng ta thấy là một lần chia ra nó cứ như thế này, cứ như thế này mãi, và như vậy là nó không chia đôi ra mà nó luôn chia ở góc bên trái này, luôn chia, và như vậy là thực ra nếu mà dạy ban đầu là xếp rồi thì chạy rất là chậm, mà nó thực ra nó chỉ bằng cái tên này của nó là chỉ bằng O này bình phương. Để ta thấy này, suy ra là cái thằng này nó lại dở như vậy, nó lại dở là như vậy, nó sắp xếp rồi ấy, thì nó chạy bằng quýt sọt thì rất là chậm, là O N bình phương, nhưng mà bù lại là trong trường trung bình thì rất là nhanh, đề thực toán rất là mạnh, rất là nổi tiếng nhá, các bạn cùng nhau không? Được rồi, như vậy là hôm nay tôi trình bày tới đây thôi, và thật ra còn rất nhiều nữa, nhưng mà bởi vì chúng ta không có thời gian và sợ các bạn là cũng khó hiểu, thì tôi xin dừng lại cái phần chia trị ở đây, mặc dù là có rất nhiều ví dụ, và chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập ở phần này nhé. Hôm nay cũng không kịp thời gian để buổi sau tôi sẽ cùng các bạn, tôi sẽ giải một số các bài tập liên quan đến phần này. Hôm nay thì tôi xem các bài tập nào cho các bạn cùng nhau làm không, có khá nhiều bài tập ở phần này đấy nhé, có rất nhiều. Rất nhiều bài tập hay luôn nhé. Tức là cái thuật toán, cái gọi là kỹ thuật chi để trị là kỹ thuật rất là mạnh, nói chung là rất là mạnh và áp dụng được rất nhiều trong trường khác nhau. Xem đây theo tôi kịp cho các bạn các bài tập không, tôi kiểm tra nhé. Có ai muốn có hỏi gì nữa không thì tôi sẽ trả lời, còn việc tôi muốn tìm cách để tôi mình viết cho các bạn một số bài tập. Thực ra tôi chuẩn bị chọn sẵn ở nhà đây là rất nhiều rồi, nhưng vì chúng ta không có thời gian để chúng ta làm, nhưng mà tôi đành phải dừng lại đây, chúng ta không có cho hết ra, chúng ta còn muốn mấy buổi nữa thôi là chúng ta phải kết thúc cái lớp này, chúng ta là trước Tết âm lịch, cho nên là tôi sẽ phải dành cho buổi sau, thì có lẽ tôi sẽ cố gắng để dành một vài thời đầu tiên tôi chạy vào chương trình, sau đó chúng ta còn hai chương quan trọng nữa, là một chương là các thuật toán tham lam và một chương là các thuật toán gì nhỉ, quy hành động.
Để từ cô các bạn nghỉ còn lại 10 phút nữa tôi cô các bạn nghỉ xuống bài tập nhé, bài tập về nhà để chúng ta cùng nhau làm nhé. Bài tập này. Bài tập 1 này, bây giờ cho dãy số AB, cho dãy số A bất kỳ này. Bây giờ bài là hãy tìm đồng thời min và giá trị min và max của dãy A. Và tất cả những bài tập ở đây là đều phải khuyên các bạn là sẽ dùng bằng thuật toán bằng bằng chia để trị nhé. Đây là bài số 1. Bài số 2. Nhé. Bài số 2 là như sau này. Bài số 2 nhé. Cho dãy A bất kỳ nhé. À, cái một cái cặp. Một cặp EG. Được gọi là nghịch đảo. Là nghịch đảo. Nếu thỏa mãn nhỉ. Cứ thỏa mãn là Y nhỏ hơn G. Nhưng mà là AI lại lớn hơn AG. Đồ bài là hãy đếm. Đếm số các cặp bình đẳng. Của A. Đây là bài số 2. Bài này là bài này cách làm như sau, tôi gợi ý một chút cái bài này. Bài này là chúng ta mà gợi ý là sử dụng sắp xếp trộn để tính bình đẳng. Tính số các cặp bình đẳng. Được chưa? Bài 3 là một cái bài như này, là cho một cái dãy A gồm các số 0 và 1. Bây giờ sắp xếp lại sao cho là không các số 0, các số 0 về bên trái của dãy, các số 1 về bên phải của dãy. Đây là bài số 3. Bài này yêu cầu gì? Bài này yêu cầu là chúng ta phải tư duy. Bài này yêu cầu gì? Yêu cầu của chúng ta là yêu cầu là chỉ giải bằng ON thời gian. Bài số 4. Số 4 như sau này. Cho dãy A bất kỳ, đúng không? Đề bài là bài loại hãy tìm ra chỉ số A, chỉ số Y sao cho AI bằng Y. Cái bài này là chúng ta tìm một cái tính thì ta ra ngay là ON. Mình đầu bài yêu cầu đầu bài này là tìm được cái bài để giải của log N thôi. Bây giờ bài 5-6 khó hơn này. Bài 5-6 là quay lại hai cái bài tôi vừa là lúc nãy nhé. Là tìm tổng con lớn nhất và tìm cái con độ dài maximum, độ dài tác điệu tăng lớn nhất này. Bây giờ cái bài nữa là cái bài tìm tổng con. Tìm tổng con cực đại của A, dãy A bất kỳ.
Nhưng mà này ra làm rồi, trong hôm nay làm rồi, các bạn có thể về nhà các bạn làm bài tập nhé. Nhưng mà yêu cầu là bây giờ yêu cầu là bài này là như sau. Bài này là hãy tìm lời giải là ôn à. Bài này thì dù sao khó nhé. Dù sao và bài 6 là cho dãy A tìm dãy con đơn điệu tăng cực đại của A. Để ta làm bài này giống bài trên đây mà. Cách làm giống bài trên của A. Thì theo cái làm mà trên địa trị thì nó sẽ là N log N. Nhưng nếu yêu cầu được bài là hãy tìm lời giải. Giải là ON. Bài này cũng là bài khó nhé. Bài dù sao này. Bài này khó này. Được chưa? Còn rất nhiều nữa nhưng mà thôi tôi không nhiều lắm, thôi được. Thôi chúng ta nghỉ ở đây thôi nhé. Nói lại là buổi sau tôi sẽ có dành, tôi sẽ dành một buổi hoặc là nửa buổi gọi là gì, chúng ta thực hành cái phần chia đề trị này. Thuật toán sẽ rất nhanh này, thuật toán tìm thấy con tổng cho con lớn nhất này trên Python nhé. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang còn hai chương nữa mà tôi muốn nói các bạn, là một chương về về tham lam và một chương về chi đề, một chương về quy hành động. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Thưa thầy ạ. Sao? Có câu hỏi gì không? Không ạ. Em là thầy ạ. Chào các bạn nhé.